Trung Kiên Audio xin kính chào các bác và các anh em. Như em đã nói ở cái video tổng hợp ngày hôm nọ thì em đã bảo nếu như các bác mình chơi loa này mà không quá cầu kỳ hình thức, muốn một bộ dàn hay với giá tiền nó rẻ, chất âm hay thì các bác tham khảo cho mẫu này nhé. Mẫu này là mẫu Panasonic, model của nó là PM50MD. Cái bộ dàn Panasonic này ấy, thì nó luôn có hình thức thì nó thật sự là nó cũng nói thẳng luôn là nó không được đẹp. Để nhìn anh em thì đấy đấy. Nó nhọ nhem thì cái thiết kế nó chả ra một cái thể loại gì cả. Đấy, cong cong vát vát đấy. Tuy nhiên thì bù lại thì được cái chất âm của nó lại vô cùng là ấn tượng. Và kế đó nữa là nó có chỉnh bass chất ở tại dàn. Và đồng thời là nó có giải mã optical. Đấy, để anh em có thể chơi được từ Smart TV xuống qua cổng quang. Và đồng thời nó có thể chơi được điện thoại qua cổng 3.5. Con này thì tự đĩa em test cũng đã chạy ok. Có đĩa MD, em không có đĩa để test thì em xin phép bỏ qua cái MD nhá. Đấy. Rồi bây giờ thì em xin phép được test chiếc đâm trước, sau đó em sẽ đi test các chức năng và sẽ có báo giá ở cuối video anh em nhé. Đầu tiên em test chức năng chơi điện thoại máy tính qua cổng 3.5, qua điện thoại hoặc qua máy tính đều được nhé. Rồi, em sẽ mở lớn âm thanh một chút xíu. Có chỉnh bass chép, tiếng bass rất hay, tiếng chép rất sáng luôn. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩ. Ok, bây giờ sẽ test sang đĩa CD. Ở trong này thì em thấy là nó có sẵn một cái đĩa của lúc mang về của đĩa của Nhật đây. Thì em tiện thể test luôn và cũng cho các bác luôn cái đĩa này để các bác về các bác test đĩa nhé. Đấy. Các bác chờ chút xíu nha, đóng cái cửa cái hơi ồn tí. Rồi. Con này là mở cửa lên để cho đĩa vào. Rồi, đĩa sẽ chạy anh em nhé. Chào các bác training. Ngữ 2 năm. Listening. Đây là một cái đĩa của Nhật cho nên là chỉ có tiếng Nhật thôi. Em chuyển sang test cái optical nhé, các bác chờ mấy giờ để em chuyển bật cái tivi đó nhé. Em sẽ ấn nút out này, chuyển về chế độ là nó ghi là digital in. Rồi em sẽ bật lại cái tivi của em. Đây là chơi qua optical các bác nhé. Đó. Bài check anh em chỉnh ở đây. Đấy, optical và out ấn nút này sẽ ra trên chỗ analog và trên điện thoại này, digital là trên TV này, đấy. CD ở nơi đây, ra đi ở nơi đây, đấy về cơ bản là như vậy thôi. Còn hình thức như em đã nói rồi, con này nó nhìn nó không được đẹp, thiết kế kiểu như cái dạng nó hơi độc dị tí anh em nhé. Tuy nhiên bù lại cái chất âm rất hay, bass còn là sâu thăm thẳm luôn. Trong các cái dàn mini thì con này đánh giá là tiếng bass rất là tốt, tiếng bass rất là sâu. Và đặc biệt nó có cái chỉnh bass chép nữa cho nên nó rất là hay. Đây cổng optical đây, cổng điện thoại anh em chú ý nhé, nó có hai cổng nhá, ở đây nó ghi là cổng in out này.
điện thoại anh em chơi em cả anh em cắm cho em mấy cổng nó ghi chữ là đây AUX gì nhá, AUX nhá. Đấy. Cắm đây trên điện thoại này. Còn lỗ này lỗ out ra này. Còn lỗ này lỗ phone này anh em nhá. Đấy em chú ý. Chú ý nhá. Cắm đúng cổng AUX cho em. Còn dây loa thì sẽ gồm có một dây. Dây này là chung và bát là tép. Còn cái rắc cắm này là rắc bát này. Đấy nó có rắc cắm và một cái dây này nữa. Đấy. Dòng loa kiểu dòng loa hai cầu Biway. Đấy thiết kế là như vậy các bác nhé. Rồi về cái giá thành thì em cũng nói luôn. Bộ này chiết âm bao hay cho các bác nhé. Tuy nhiên thì nói thật là hình thức thiết kế nó không đẹp. Thì em để cái giá cũng rất là tốt để cho tất cả các bác và anh em mình cũng có điều kiện mình chơi luôn. Thì em để cái bộ này giá là 1.150.000. 1.150.000 bao gồm đầy đủ mọi phụ kiện cho các bác cần thiết cho các bác và đồng thời là miễn phí ship luôn với các đơn hàng chuyển đủ. Đấy, các phụ kiện đi kèm dàn thì sẽ gồm cho các bác là một chiếc đổi nguồn như này, một cái dây điện thoại máy tính qua cổng 3.5 như này. Đấy, còn dây quang em không tặng, dây quang các bác cần các bác phải mua riêng, em cũng thể bán cho các bác với giá rẻ. Đấy, và đồng thời nếu như các bác chuyển đủ em miễn phí ship cho anh em luôn. Còn các bác chuyển cọc thì cọc trước cho là 300, các bác chuyển cọc em nói luôn em không miễn phí ship. Đấy. Và anh em nếu như chơi quang mà mua thêm dây quang, em mua thêm cho em dây quang nữa thì chơi được máy tính luôn, à chơi được tivi luôn nhé. Đấy. Còn em chỉ tặng cái dây chơi điện thoại này thôi, để anh em chơi điện thoại thôi. Đó. Rồi bác nào cảm thấy mức giá này là phù hợp thì các bác nhắn tin về Zalo cho Trung Kiên Audio qua số 0975 575 262. Bác nào có phụ kiện rồi thì báo em sẽ trừ tiền cho quang luôn. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Mẫu này em còn 2 bộ em nhé. Đấy. Thì hôm nay em test đại diện một bộ. Và em sẽ bán đúng bộ này, còn bác nào mà mua sau mà không được em sẽ lên bộ sau. Đấy. Em test bộ nào em bán đúng bộ đấy thôi. Thêm bộ nữa em đang để cái đầu đây và cái loa em đang vừa chưa vệ sinh để kia. Rồi, xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio. Bên em còn khoảng gần 100 bộ nữa, anh em thoải mái mua nhá. Cứ từ từ em sẽ lên.